Xin chào các bạn, sau đây linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo, lắp và thay bàn phím cho laptop Dell InVision 15R5547. Thì đây, thì hiển nhiên là con này pin nó là pin liền. Như vậy để tháo được bàn phím ra thì tốt nhất là ta nên tháo pin ra các bạn nhé. Thì để tháo được pin ra thì đây ta chú ý đến hai con ốc này, 1, 2. Đấy, nhiệm vụ là chỉ cần tháo hai con ốc này ra thôi. Là ta đã tháo được cái mặt nắp sâu ở phía mặt D. Đây. Chỗ này thì ta bóc lên thôi. Đấy. Rồi. Như vậy là mình đã tháo được cái mặt nắp sâu của mặt D ra này. Rồi. Bây giờ ta quan sát để tháo pin ra. Để tháo pin ra thì nó có 1 con ốc, 2 con ốc, 3 con ốc và 4 con ốc. Như vậy là mình sẽ tháo luôn quả pin này ra. Rồi. Rồi như vậy là ta đã tháo được quả pin ra rồi. Sau khi tháo pin thì ta với lật mặt của laptop lên. Hôm nay là đây chính là bàn phím của laptop Dell 15 5547. Cái bản thân đây chính là cái phím LED của nó này, có ký hiệu F10 là đèn LED này, và đây là cái cáp LED của nó này. Đấy, thì quan sát trên bàn phím thì hoàn toàn không có ốc ở phía đằng sau. Như vậy là để tháo được bàn phím lên thì ta chỉ cần tháo các lẫy ra thôi, 1 2 3 4 5. Như vậy để tháo được 5 lẫy này thì ta làm như sau. Các bạn đẩy lẫy phía trong của nó vào và cạnh bàn phím lên thôi. Đấy. Tương tự này. Rồi. Rồi. Đẩy nó vào trong nhé. Đến khi mà mình đã giữ được tay như thế này rồi thì chỉ cần đẩy cái lẫy vào trong thôi. Đấy. Rồi, đây là phần cáp của LED này, nó có chữ up. Ta cạy lên và nhấc cáp LED ra. Đây là cáp của bàn phím. Như vậy cách tháo cáp của bàn phím, ta cạy cái phần nhựa lên một góc 90 độ và nhấc cáp ra. Đấy, khá đơn giản. Quan sát nhưng quạt gió nó hơi bẩn một tí này. Đấy. Bàn phím mới đây rồi. Thì cách lắp bàn phím mới như sau. Các bạn quan sát có thấy chữ up không? Tức là cái cáp này đặt ở phía trên. Còn đây là phần dãy tiếp xúc này. Như vậy là ta lắp cái phần tiếp xúc xuống dưới. Cách lắp cáp như sau. Đây là phần up, tức là cáp ở phía trên. Còn đây là phần tiếp xúc ở phía dưới. Chúng ta chỉ cần đưa vào kịch nhá. Đưa vào kịch và khớp khay của nó. Và đẩy phần giữ cáp xuống. Rồi. Còn đây là cáp LED. Cáp LED thì được cái phần áp này là hiển nhiên là phía trên rồi. Đây, chúng ta đi khéo khéo một chút này. Đây, cáp LED ta lắp như sau. Cũng đi như vậy. Nhưng mà phải cho nó vào nhá, phải vào khớp. Rồi, như vậy là mình đã cho vào khớp rồi. Và ấn nó xuống. Rồi. Đây, nó hơi bị phồng lên là do cái gì? Do cái phần đây. Đấy. Đấy, ta thấy nó hơi phồng lên một tí nhưng mà đến nữa sẽ hết phồng thôi. Hơi phồng một chút xíu. Rồi, để nguyên một góc 90 độ như thế này. Và úp máy tính xuống. Ta lắp vào quả pin vào xem là màn tím nó chạy chưa. Đây nha, mình sẽ lắp tạm khoảng 3 con ốc vào.
1. Hai. Thôi ta lắp luôn 4 con này vào đây cho nó nhanh. Rồi. Ta chưa lắp vội lắp D. Ghi này. Đấy, bật máy lên. Ấn F2. Alo ạ. Rồi, như vậy là bàn phím đã nhận rồi. Rồi, các bạn nhìn kỹ này, mình che tối và thấy là đèn nét rồi đúng không? Đèn nét đã lên rồi. Rồi. Như vậy là việc tháo lắp và thay bàn phím cho laptop Dell InVision 15G5547 đã hoàn thành. Để các bạn biết thêm thông tin chi tiết về bàn phím thì các bạn tham khảo tại website bànphím.laptopviet.vn hoặc là tham khảo tại fanpage linh kiện laptop tin cậy 100. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.